Chương trình hồi ký thời trang có nam em làm đại sứ bị hoãn phút 90. Ban tổ chức chương trình hồi ký thời trang, Hừng Đông rực rỡ thông báo tạm hoãn vì lý do bất khả kháng, chưa thông báo thời gian tổ chức trở lại. Hoa khôi nam em bị phản ứng khi được mời làm đại sứ truyền cảm hứng sâu thời trang. Tối ngày 3 tháng 10, ban tổ chức chương trình hồi ký thời trang, Hừng Đông rực rỡ chính thức thông báo tạm hoãn. Cụ thể nội dung thông báo, để chương trình hồi ký thời trang sẽ tạm hoãn lại vì những lý do bất khả kháng. Thời gian sẽ được thông báo sau. Ban tổ chức gửi lời xin lỗi khán giả, đồng thời thông báo những khán giả mua vé dự chương trình sẽ được hoàn tiền vé trong vòng 10 ngày. Kể từ sau ngày 4 tháng 10. Theo thông tin ban đầu, chương trình hồi ký thời trang, Hừng Đông rực rỡ sẽ diễn ra vào tối ngày 4 tháng 10 tại một trung tâm tổ chức sự kiện ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Show diễn có sự tham gia của Hoa hậu Ngọc Châu, Á hậu Hạnh Nguyên, Người đẹp Nam Anh, Nam Em, Paris Bảo Nhi, Hữu Long. Trước đó, Hoa khôi Nam Em bị khán giả phản ứng khi ban tổ chức chương trình hồi ký thời trang, Hừng Đông rực rỡ mời làm đại sứ truyền cảm hứng. Khán giả cho rằng Nam Em không phù hợp vai trò này vì trước đó cô có những ứng xử không hay trên mạng xã hội, dẫn đến hai lần bị Sở Thông tin và Truyền thông phạt gần đây. Chiều ngày 2 tháng 10, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh thông tin với Tuổi Trẻ Online, để qua rà soát, hiện Sở Văn hóa và Thể thao chưa nhận bất cứ hồ sơ nào liên quan đến chương trình hồi ký thời trang, Hừng Đông rực rỡ. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng tìm hiểu thêm thông tin liên quan. Một nhà thiết kế tham gia trình diễn trong show thời trang này cho biết ban tổ chức thiếu chuyên nghiệp, show diễn bị hủy phút cuối. Sau khi biết thông tin từ báo chí, show diễn chưa xin phép, các nhà thiết kế thống nhất không tham gia trình diễn nữa.